chuyện đêm thương khó, có mẫu thân ngồi hai Giê-xu chết ngất trên thập tự. Hoàng hôn tắt bóng, giá buốt như gai đâm vào lòng, trước hoàng đường cuộc sống đôi cao một đóa hoa chợt rơi trong gió tai tê. Thân mẹ ngả nghiêng bóng xế, đường khuya im vắng, biết mấy ai chia vơi thương đau, biết có ai càng sâu. Ngàn mây răng mắc thấp thoáng bay che ngang bầu trời, trái tim sầu trời vương. Vòng tay hiền mẫu ôm chặt con yêu dấu phút giây. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Đồng hành bên con khi mới cứu mang, khi theo con lên đôi hợp. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo Chúa hiện vinh trong hai hoàn hạnh phúc chưa chan. Mẹ hiệp thông với con yêu cùng vác lê thánh giá, bước trên đường trông gai. Đồng hành bên con khi mới cứu mang, khi theo con lên đôi hợp thôi. Mẹ bầu chưa giúp thế giới tội lỗi qua bao phen đắm trong vòng u mê, cũng được phục sinh bên Chúa hiện trong khai hoàn hạnh phúc chưa chan. Trích sách tiên tri Hô-sê. Đây Chúa phán: trong cảnh khốn khổ, từ ban mai họ trỗi dậy chạy tìm kiếm ta. Hãy đến và chúng ta quay trở về với Chúa, vì Chúa bắt chúng ta rồi sẽ tha chúng ta, Chúa đánh chúng ta rồi sẽ lại chữa chúng ta. Sau hai ngày Người cho chúng ta sống lại, đến ngày thứ ba Người đỡ chúng ta đứng lên và chúng ta sẽ sống trước mặt Người. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vườn đông và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất. Hỡi Ê-phra-im, ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giu-đa, ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và ta dùng lời từ miệng ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng, vì chưng ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa phán: ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng, Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng, Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta nghe ngay từ câu đầu tiên, dụ ngôn Chúa nói với những người tự hào mình là người công chính và khinh bỉ người khác. Và Chúa đưa ra cái hình ảnh một người biệt phái, họ là những người đối với xã hội Do Thái rất là tốt lành, nhưng mà họ chỉ có cái chiều kích làm mọi việc với Chúa, nhưng mà với con người thì họ không có xây dựng cái chiều kích con của một cha chung ở trên trời là anh chị em của mình, mà hay khinh bỉ người khác. Thì ở đây chúng ta thấy người này đến với Chúa, câu đầu tiên ông nói rất là hay, tôi cảm tạ Chúa. Mà cảm tạ Chúa vì ông so sánh với người khác. Thật sự chúng ta là cái gì để chúng ta phải so sánh với người khác? Chúng ta trước mặt Thiên Chúa chỉ là con số không thôi, không đáng là một hạt bụi nữa. Nhưng mà Chúa yêu thương, Chúa nâng chúng ta lên. Và ngay cả sự hiện hữu của chúng ta trên trần gian cũng là hồng ân, nhưng không từ Thiên Chúa mà đến, chứ không phải chúng ta có cái công lao gì, mà tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Ngài yêu thương từng người chúng ta, cho nên Ngài mới tạo dựng chúng ta. Và tiền bạc, thời gian, tài năng, những gì chúng ta có là nhận lãnh từ nơi Chúa. Cho nên cảm tạ Chúa là điều chính đáng, nhưng mà chúng ta so sánh để chúng ta khinh bỉ người khác thì lúc đó lại mang cái trọng tội. Ở đây người thu thuế thì khiêm cung, không dám ngước mắt nhìn lên, còn người biệt phái thì khoe với Chúa là 10 giới răng anh ta giữ hết, không có tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Và anh ta khoe là mỗi tuần anh ăn chay tới 2 lần, dâng 1/10 tất cả hoa lợi của anh ta. Điều đó là quá tốt rồi. Nhưng mà anh so sánh với người thu thuế là anh hơn hẳn người kia. Anh tự hào anh là người công chính, anh hơn hẳn người kia. Anh đến, anh thưa với Chúa và anh tỏ ra anh không cần gì về Chúa nữa hết. Anh có hết rồi. Anh chỉ có cảm tạ Chúa thôi. Còn người thu thuế thì đấm ngực mà nguyện rằng, Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Anh nhận ra mình là kẻ có tội. Anh không dám ngước mắt lên. Anh chỉ cúi mặt xuống, đấm ngực ăn năn tội lỗi của mình. Nhưng mà chúng ta thấy cái kết luận đối với thời đại của Chúa Giêsu là người thu thuế này trở về nhà thì được công chính, được sạch tội, còn người kia thì không. Đó là một cái kết luận bất ngờ đối với người Do Thái thời đó. Vì họ nghĩ rằng những người biệt phái là những người đạo đức thánh thiện, ăn chay tuần 2 lần, dâng 1/10 tài sản và 10 giới răng thì họ không có phạm. Nhưng mà anh ta tự nâng mình lên để khinh bỉ người khác. Cái tội của anh nằm ở đó. Chứ những việc anh làm thì rất là tốt. Anh không có đặt
cái vấn đề rõ ràng, những gì sự thật về mình là nhận lãnh từ nơi Chúa, mình cảm tạ Chúa là điều chính đáng. Nhưng mà những gì mình có là để phục vụ, để yêu thương, chứ không phải để cho anh ta biệt thị người khác. Mà ở đây phải cảm tạ Chúa thì phải thực hiện cái việc yêu mến Chúa và yêu thương người khác. Những gì mình có là để phục vụ. Nên chúng ta ý thức điều này, để đời sống của chúng ta không đi vào cái con đường tự cho mình là công chính mà khinh khi người khác. Đây là cái lối sống của rất nhiều người trong thế giới ngày hôm nay, tự cho mình là người công chính và không có quan tâm tới những người chung quanh, không có làm việc bác ái xã hội, cũng không có cầu nguyện cho những người khác, mà chỉ lo cho phần của mình thôi, giống như người phú hộ, giàu có, hưởng thụ tối đa, nhưng mà vô cảm với anh chị em mình. Còn ở đây thì anh này tự đưa mình lên, người biệt phái tự đưa mình lên, cho mình là người công chính, và anh so sánh với người thu thuế, không như tên thu thuế kia. Chúng ta thấy cái lời của anh miệt thị người thu thuế. Dù người thu thuế thật sự là người tội lỗi, nhưng mà người tội lỗi biết ăn năn sám hối, biết nhìn nhận tội của mình, và anh ta chỉ xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội. Anh nhìn nhận sự thật về mình, và chúng ta xét cho cùng. Ơn cứu độ của Chúa, thiên đàng mà Chúa dành cho tất cả mọi người biết yêu mến Chúa, đâu phải do công gì của chúng ta làm. Không phải chúng ta đọc bao nhiêu kinh, chúng ta làm việc bác ái từ thiện, hoặc là những gì chúng ta làm tốt lành cho người chung quanh, mà Chúa phải ban thưởng thiên đàng cho mình. Mà tất cả là hồng ân nhưng không của Chúa. Chúng ta có làm việc bác ái, tất cả cũng là của Chúa ban cho thôi. Tài sản của chúng ta có là do Chúa ban cho. Sức khỏe, tài năng, sự sống của mình là do Chúa ban cho. Chúng ta có, chúng ta phải phục vụ, mà không phục vụ thì là một trọng tội. Tự mình kết án mình, chứ không phải ai khác hết. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn nhận sự thật về mình. Những gì chúng ta có là của Chúa, để phục vụ cho Chúa và phục vụ mọi người, để cứu rỗi mọi người. Đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa để xin Chúa cho chúng ta nhìn nhận sự thật về mình. Xin Chúa cho chúng con biết tất cả mọi cái là của Chúa và tất cả là hồng ân của Chúa, để chúng con cảm tạ Chúa và làm theo ý của Chúa là phục vụ, đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá với Chúa Giêsu, chứ không phải để chúng ta tự hào mình là người công chính, mình là người tài giỏi, mình là một người được xã hội trọng vọng. Tất cả cái đó chỉ là giá trị của trần gian thôi, chẳng có nghĩa gì trước mặt Thiên Chúa hết. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhìn nhận sự thật về mình, để ý thức mình là kẻ tội lỗi, sinh ra đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi, lấy mình làm trung tâm, và đến với Chúa cũng chỉ để khoe khoang những gì mình làm được. Nhưng mà có nghĩa gì trước mặt Chúa đâu, khi chúng ta chết không có mang theo một cái danh vọng nào của trần gian hết, mà chỉ những gì chúng ta làm trong tình yêu với Chúa, làm trong sự khiêm cung, nhìn nhận sự thật về mình. Như mẹ Maria, được cái tước vị cao cả nhất là mẹ Thiên Chúa, nhưng mà mẹ luôn luôn khiêm cung, nhìn nhận tất cả là hồng ân của Chúa, để mẹ thưa xin vâng, và mẹ ca ngợi Chúa, linh hồn tôi tung hô Chúa, vì Ngài đã thương đến phận nữ tỳ hèn mọn. Mẹ nhìn nhận tất cả là hồng ân của Chúa. Chúa đã thương, chứ không phải là công lao gì của mẹ hết. Vì mỗi người chúng ta cũng là một tạo vật của Chúa thôi. Được hiện hữu trên trần gian là hồng ân của Chúa. Chúa yêu chúng ta, Chúa tạo ra chúng ta. Thì chúng ta hãy làm theo ý của Chúa và học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Học nơi mẹ Maria, gương mẫu của sự khiêm cung mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta
suy niệm trong lòng về những lời dạy của Chúa, những biến cố mà Chúa Giêsu đã đến trần gian để hướng dẫn chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô, học nơi Chúa Giêsu và xin Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta theo sát Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria để chúng ta sống một đời sống khiêm cung trước mặt Thiên Chúa và biết kính trọng mọi người trong cái nhìn của Chúa, như Chúa đã nhìn mọi người là con cái của Chúa. Chúng ta nhìn mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, để chúng ta đến phục vụ, yêu thương và kính trọng mọi người là con cái của cha trên trời. Đó là cái giá trị nhất của mỗi người. Mỗi người dù tội lỗi, dù ở cái thế lực cao sang quyền quý nào đi nữa, cái quan trọng không phải là những cái địa vị của xã hội, mà cái quan trọng là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta hãy quan tâm để sống đúng là những người con đẹp lòng Chúa, đến để phục vụ, đến để yêu thương, đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình, để mỗi ngày chúng ta được Thánh Thần của Chúa dẫn dắt theo sát Chúa Giêsu và Mẹ Maria, mà nhìn nhận sự thật về mình là những người tội lỗi. Xin Chúa thương xót mỗi người chúng ta, như lời cầu nguyện của người thu thuế, biết nhìn nhận tội lỗi của mình, biết xin Chúa thương xót mình, và Chúa động lòng thương xót, Ngài có thể trao ban cho chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc là hồng ân nhưng không của Chúa, chứ không phải do cái nỗ lực của con người mà làm được. Vì vậy mà Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa một chỗ trên thiên quốc. Chúng ta hãy đến với Chúa và yêu mến một cách thành tâm, thực hiện lời của Chúa, đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá cùng với Chúa Giêsu Kitô, để loại trừ những ý riêng, những kiêu ngạo trong mỗi người chúng ta. Amen. Con xin dâng một lời kinh thâm lễ tràn
Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe câu chuyện Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan, với giọng đọc của Anna Bích Thảo. Một ngày, cha Phaolô thuộc dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco rời thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, lên đường sang truyền giáo bên Togo, thuộc lục địa Phi Châu. Cùng đi với cha có một linh mục cùng dòng. Nơi miền truyền giáo xa xôi xứ Togo, hai linh mục dòng Francisco hăng say bắt tay ngay vào việc cứu vớt các linh hồn. Nơi đây có những làng quê hẻo lánh, đèo heo hút gió. Dân chúng sống dưới sức tác oai tác quái của các ông thầy phù thủy. Họ dùng ma thuật, quỷ thuật, bỏ bùa bỏ ngải, làm hại tất cả những ai họ muốn chống phá để gieo rắc oán thù và gây chết chóc. Người ta truyền miệng nhau rằng, có những người bị nhóm quỷ ám đông đến độ có bao nhiêu sợi tóc trên đầu là có bấy nhiêu tên quỷ ám bên trong. Dĩ nhiên đây chỉ là tiếng đồn. Hai tuần sau khi đến Togo, một ngày cha Phaolô và vị linh mục cùng dòng ra đi làm việc truyền giáo. Đang đi, bỗng trời đổ ập cơn mưa kèm theo sấm sét, trông thật kinh hoàng. Hai vị thừa sai quyết định tìm trú ẩn nơi một cái chòi. Nào ngờ, đó là cái chòi của ông phù thủy Hy Hồ. Dầu biết rõ hiểm nguy, nhưng với trọn lòng tin tưởng nơi sự phù trợ của Thiên Chúa và sức bảo vệ quyền năng của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, hai vị thừa sai vẫn can đảm bước vào. Hy Hồ, hỡi bạn thân mến, có cho phép chúng tôi dừng chân trú ẩn nơi căn chòi của bạn không? Hai vị thừa sai cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi ông phù thủy như thế, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Im lặng như tờ, như thể không có ai. Hai vị lại cất tiếng nói. Hy Hồ, bạn A, chúng tôi là hai linh mục của cứ điểm truyền giáo. Bạn có bằng lòng cho chúng tôi trú nơi căn chòi của bạn không? Liền lúc đó, cả hai vị thừa sai nghe thấy một tiếng gầm gừ, nghe rợn tóc gáy. Hai vị không thấy gì cả vì căn chòi tối thui và đầy khói. Cha Phaolô vẫn không thối lui, cha tiếp tục nài nỉ thêm. Hy Hồ à, chúng tôi là những người của Thiên Chúa. Chúng tôi bất ngờ bị mưa nên nghĩ đến chuyện vào xin bạn cho chú qua cơn mưa. Nếu bạn tiếp rước chúng tôi thì quả thật bạn đã làm một ân huệ lớn lao và chắc chắn Thiên Chúa trả công bội hậu cho bạn. Một tiếng gầm gừ khác lại trỗi lên như tiếng trả lời duy nhất cho lời xin của cha Phaolô. Ông phù thủy Hy Hồ vẫn ngồi im trước đống lửa, đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa. Trên đầu trùm một tấm lông chiên. Cha Phaolô lại tiếp tục. Đây là dịp tốt để chúng ta trở thành bạn hữu. Cha Phaolô nói chưa hết câu thì ông phù thủy Hy Hồ bỗng rống to lên. Toàn thân ông rúng động vì giận dữ. Nước miếng nước bọt trào ra hai bên mép. Chưa hết, ông nhảy bổ tới túm lấy cha Phaolô, đôi mắt lộn tròng trừng trừng nhìn cha như muốn ăn tươi nuốt sống. Trước mặt cha Phaolô, lúc bấy giờ không còn hình tượng con người ông phù thủy nữa, nhưng đúng thật là tên quỷ hiện hình. Cha Phaolô không chút nào núng, cha thầm thì đọc lời nguyện dâng lên nữ vương rất thánh Maria. Lạy mẹ, toàn câu chuyện giờ đây thuộc về mẹ. Con không xin mẹ cứu con thoát chết, nhưng vì tình yêu các linh hồn đã được máu thánh con mẹ đổ ra cứu chuộc, xin mẹ hãy cứu linh hồn ông Hy Hồ này
để ông được sống muôn đời. Thu hết can đảm và sức lực còn lại, cha Phaolô nói lần cuối với ông phù thủy. Ông Hihoa, tôi không mảy may sợ các thứ buồn ngại của ông, bởi vì tôi là người của Thiên Chúa. Không một quyền lực sự dữ nào có thể làm hại được tôi. Chính ông mới là người phải sợ hãi, bởi vì nếu chẳng may bị chết, ông sẽ lãnh án phạt đời đời trong lửa hỏa ngục. Vậy thì, ông Hihoa, hãy khẩn cầu lòng nhân lành của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế, qua trung gian mẹ ngài là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Nếu vị linh mục thừa sai đổ ập trên người ông phù thủy một vạt dầu sôi, hẳn không gây kinh hoàng cho bằng khi tai ông phù thủy nghe đến danh thánh Maria. Ông phù thủy hy hồ nằm lăn xuống đất, người cuộn tròn, uốn éo ngoằn ngoèo, y như một con rắn. Cha Phaolô kiên nhẫn lặp lại: Hy hồ à, bạn hãy kêu cầu danh thánh Đức Maria, và chắc chắn bạn sẽ được cứu thoát. Maria, ông Hy hồ thầm thì lặp lại. Ôi, danh thánh Maria quả thật nhiệm màu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đủ cho ân thánh có sức tuôn xuống trên người ông phù thủy. Một thời gian ngắn sau đó, ông phù thủy Hy hồ xin học đạo và xin lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo. Ông chọn tên thánh rửa tội là Pedro Paulo Maria để ghi nhớ ân lành Đức Mẹ Maria ban qua trung gian vị thừa sai là linh mục Paulo. Lạy nữ hoàng tôn nghiêm. Lạy nữ vương tôn nghiêm thiên quốc và là nữ hoàng các thánh thiên thần. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh thiên quốc đến. Hầu thừa lệnh mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng. Hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái, mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen. Sơ Chin Bertramans, Minh Nguyệt. Trọn niềm con tin yêu, dâng mẹ giây phút đây. Đời con xin được thấy tình thắm tươi ươm đời. Dâng tình yêu đắm say, thớp lời kinh hoan chúc. Maria, mẹ ơi,
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 9 tháng 3, lễ Thánh Francisca Romana, nữ tu, sinh năm 1384 và qua đời năm 1440. Tại Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Francisca Romana, nữ tu, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Francisca thuộc một gia đình quý tộc ở Bussidelloni, nhưng ngài đã sinh ra và sống ở Roma. Từ lúc 6 tuổi, ngài đã thực hành sám hối, đã sống thầm lặng và siêng năng cầu nguyện, muốn vào tu lúc 11 tuổi. Cha ngài thấy đây chỉ là tưởng tượng của con nít và năm sau đã gả ngài cho lãnh chúa trẻ trung Lorenzo Ponciani. Người vợ trẻ sẽ dẫn dắt chồng mình theo đường chọn lành. Tuy không muốn lấy chồng, thánh nhân cũng vâng lời cha mẹ, lo làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, nêu gương cho mọi người trong gia đình. Nhưng ngài vẫn không quên bổn phận đối với Chúa. Hằng ngày, thánh nữ lo dậy sớm đọc kinh cầu nguyện, để sau đó làm công việc nội trợ và lo cho người ăn kẻ ở trong nhà. Lo việc nhà xong, ngài vội vã đến bệnh viện, thăm viếng giúp đỡ bệnh nhân vì ngài rất thương yêu kẻ nghèo khổ bệnh tật. Francisca chưa lấy làm đủ, ngài còn tìm kiếm họ trong các lều của họ và nơi các bệnh viện công. Gặp họ, ngài cho họ uống thuốc, làm giường và băng bó các vết thương. Các vết thương càng thối và càng làm lên ruột, ngài lại càng săn sóc mau mắn và ân cần. Francisca làm việc giúp đỡ bệnh nhân và các bệnh viện công cộng như thế trong 30 năm trời, là quãng thời gian ngài ở nhà chồng. Ngài năng lui tới hai nhà thương, nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Thánh Cecilia ở bên kia sông Tibe, nhà thương Chúa Thánh Thần ở Sicilia và nhà thương thứ tư ở Campo Santo. Trong thời nhiều bệnh ôn dịch như vậy, không những khó tìm được y sĩ săn sóc thân thể người ta, mà cũng khó kiếm được linh mục đem phương dược cần thiết đến chữa cho các linh hồn. Thánh nữ đi tìm các ngài và đưa các ngài đến gặp các bệnh nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng để xưng tội và rước mình Thánh Chúa. Sống giữa xã hội hào nhoáng, ngài tỏ ra rất hòa nhã, dịu dàng. Ngài giữ kín những khổ hạnh của mình. Có ai biết rằng áo nhậm dưới y phục lộng lẫy của ngài đã làm ngài mang thương tích đâu? Francisca thức dậy sớm để giờ cầu nguyện khỏi bị ngăn trở. Và Rosa, người em dâu, cũng chia sẻ lý tưởng bác ái với ngài. Hai người cùng hồi tâm trong một cái hang ở cuối vườn, rồi phục vụ các bệnh nhân tại nhà thương và giúp đỡ những người cùng khốn. Những công việc này khiến bà mẹ chồng nặng tinh thần thế tục giận dữ. Nhưng con bà, người chồng trẻ đã trả lời: sao lại trách họ vì những thói quen đạo đức ấy? Và lại, thói quen ấy có ngăn trở gì tới việc bổn phận của họ đâu? Thực vậy, Francisca luôn sẵn sàng bỏ mọi sự để chu toàn các bổn phận của một quản gia. Một mẩu chuyện cho thấy Thiên Chúa chúc lành cho ngài như thế nào. Francisca đang cầu nguyện, người ta tới kêu. Ngài mau mắn bỏ sách đó và trở lại sau khi phục vụ xong. Lần thứ hai, rồi bốn lần liên tiếp như vậy, ngài đều bình thản bỏ dở việc cầu nguyện. Lần thứ năm, ngài trở lại và thấy sách kinh có dòng chữ vàng: người ta không hề giã từ Chúa khi phục vụ tha nhân và hiến mình phục vụ cũng là cầu nguyện. Ngài cũng thường lui tới khu phố Campo Santo, mang thức ăn và lương thực mỹ vị phân phát cho những kẻ thiếu thốn. Trở về, ngài mang theo đủ thứ áo quần rách rưới, bẩn thỉu, giặt rũ và mang lại cẩn thận cho họ, như thể làm cho chính Chúa dùng vậy. Cha giải tội và nhà chép sử Thánh Francisca cũng tiết lộ cho biết tình trạng được ơn thần bí của thánh nữ. Thiên thần của ngài chiếu tỏa một ánh sáng để chỉ cho ngài biết Thiên Chúa thỏa lòng đối với ngài. Cũng thế, dù khi lỗi nhẹ, thiên thần liền đánh vào ngài và thánh nữ tạ ơn Thiên Chúa vì đã giữ cho mình khỏi rơi vào mưu trước quỷ ma. Với thiên thần, ngài nên mạnh mẽ. Một lần có sức mạnh quỷ ma đẩy ngài xuống sông Tibre, thiên thần cứu ngài lên bờ. Sau khi mẹ chồng qua đời,
người thiếu phụ nắm quyền quản trị nhà họ Ponziani. Ngài coi gia nhân như anh chị em được gọi để chia sẻ nước Thiên Chúa với Ngài. Nếu họ ngã bệnh, Ngài tận tâm săn sóc. Vào thời đói kém, khi đã cho biết những gì thuộc về mình, Ngài ăn xin để giúp đỡ người thiếu thốn. Ngày kia, Ngài gọi Varuza lên kho lẫm thu lúa mì còn sót lại trong rơm. Lorenzo theo họ lên coi, đã thấy đống lúa vàng thay vì rơm rạ. Một phép lạ xảy ra tương tự tại một thùng rượu không. Đầy thán phục, Lorenzo đã để cho người vợ thánh thiện được tự do xếp đặt cuộc sống mình. Thế là Francisca bán mọi thứ sang trọng, bà chỉ mặc y phục khiêm tốn và hãm mình nghiêm ngặt hơn. Khi chiến đấu cho Đức Thánh Cha, Lorenzo bị trọng thương và được mang về nhà khi đang hấp hối. Thánh nữ đã cầu nguyện cho ông sống lại. Faluzzo, em ngài, bị bắt tù. Người ta cho ngài biết phải nộp con trưởng Gioan Tẩy Giả của ngài làm con tin. Bằng không, Faluzzo sẽ bị giết chết. Francisca hoảng hốt đem con đi giấu. Nhưng Don Antonio là cha giải tội chặn đường lại nói: "Con làm gì thế? Hãy trao đứa con cho người đòi nó." Francisca vâng lời để cứu em chồng, rồi vào nhà thờ quỳ khóc trước tượng Đức Trinh Nữ. Còn đang cầu nguyện thì viên sĩ quan địch mang đứa bé trả lại cho bà vì ngựa ông không chịu đi. Tiếp đến là những biến cố thảm khốc. Roma bị xâm chiếm và bị cướp phá. Lorenzo phải trốn đi để lại trách nhiệm cho vợ mình. Francisca ở lại với hai con, Evangelista và Anne. Cơn dịch xảy ra, Evangelista ngã bệnh. Lúc chết, cậu nói với mẹ: "Mẹ đừng khóc, con sẽ được hạnh phúc vì này thiên thần đến tìm con." Một đêm kia, ngài cầu nguyện và thấy người con hiện ra báo tin mình đang ở giữa các thiên thần và cho biết mình sẽ đến tìm đứa em gái, cho nó chia sẻ hạnh phúc. Một niềm vui siêu nhiên hòa lẫn với các đớn đau loài người. Ngài ngã bệnh và các thị kiến về hỏa ngục làm ngài thêm khổ cực. Francisca đã chứng tỏ đức kiên nhẫn khi sớm mất những đứa con mà ngài trìu mến. Luôn luôn ngài bình tĩnh vâng theo thánh ý Chúa và tạ ơn người về mọi sự xảy ra. Ngài cũng nhẫn nhục như thế khi chịu đựng miệng lưỡi của những kẻ nói xấu, nói hành và gièm pha cách ăn ở của mình. Chẳng hề tỏ dấu khó chịu đối với những kẻ mà ngài biết luôn luôn nghĩ sai về mình và về công việc của mình. Ngược lại, ngài lấy đức để báo ác và luôn luôn cầu nguyện cho những hạng người ấy. An bình trở lại Roma, Lorenzo trở về chứng kiến những tang tóc và cướp phá. Francisca đau đớn trong lòng nhưng vẫn tìm lời trấn an đầy tha thứ. Ngài hòa giải thù địch với người chồng chỉ còn biết sống để chia sẻ bước tiến thiêng liêng của vợ mình. Francisca cũng lôi kéo các phụ nữ Roma vào việc giúp đỡ những tình cảnh khốn khó do chiến tranh để lại. Ngài tụ họp vào một nhà, những bà cùng một lý tưởng bác ái và khổ hạnh. Đây là thời đầu của dòng những người tận hiến cho Đức Maria. Gọi như thế vì khi tự hiến họ dùng từ ngữ con hiến mình thay vì tuyên đọc lời khấn. Trong số những cuộc trở lại Francisca tạo được, có cuộc trở lại của vợ của Gioan Tẩy Giả, con ngài. Sau 4 năm hòa hiệp, năm 1436, chồng bà qua đời. Bà đi chân không, đeo dây vào cổ tới quỳ trước cửa tu viện mình đã thiết lập xin nhập dòng. Đó là đan viện Tòa di Specchi, dành cho các chị Oblates de Saint Bernard. Gioan Tẩy Giả, con bà ngã bệnh. Francisca về thăm. Bà bị lên cơn sốt và đã qua đời chính tại nhà mình. Các nữ tu vây quanh bà để nghe những lời khuyên cao cả. Hãy trung tín cho đến chết. Satan sẽ tấn công các chị như đã tấn công tôi. Nhưng không thử thách nào quá độc dữ nếu các chị trung thành với Chúa Giêsu. Nói lời cuối cùng xong, cửa trời liền mở ra. Thiên thần của ngài ra dấu kêu gọi ngài theo. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 3 năm 1440 tại lâu đài Fanciani, nơi bà đang chăm sóc đứa con bệnh tật của bà, hưởng thọ 56 tuổi. Thánh Francisca được chọn làm vị bảo trợ các phụ nữ đã lập gia đình và trở nên góa bụa. Các hình vẽ về bà để tôn kính thường có một thiên thần
vì bà thường thấy thiên thần giữ mình của bà luôn luôn thắt tùng bà ở khắp nơi. Chẳng có ai biết khi nào Ngài đến bên ta, chiều tối hay sáng, nửa đêm hay khi gà gáy, hãy sống tỉnh thức, giữ cho tâm hồn sẵn sàng. Vì Chúa sẽ đến, không ai biết được thời gian. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, mong cho Chúa đến phá tan u mê tội lỗi. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, khẩn cầu lên Chúa xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Ngàn nỗi lo lắng con tìm về Chúa lương thân, nguyện Chúa thương xót tâm thân con bao tội lỗi. Trần thế muôn lối khiến con xa lạc Chúa rồi, lạy Chúa nhân ái xin mau đến ở cùng con. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, mong cho Chúa đến phá tan u mê tội lỗi. Tỉnh thức nguyện cầu cho con vững niềm cậy trông, khẩn cầu lên Chúa xin Ngài tỏ ánh thiên nhãn. Xin thông báo, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đã thực hiện xong audio Chuyện Đức Mẹ và Các Thánh nghe trên máy radio MP3. Anh chị em có thể dùng máy này làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong các dịp lễ, Tết. Muốn order máy, xin gọi cho chị Lan Chi số 405-973-6348 hoặc email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Mẹ Teresa Trên Cả Tình Yêu, No Greater Love by Teresa, do Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng biên dịch và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc Faustina Thu Thảo, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Anne Thu Hằng, Anna Bích Thảo và Yuse Đỗ Long. Công việc và phụng sự. Tôi tin rằng nếu Chúa tìm thấy một người nào yếu ớt hơn,
vô vọng hơn tôi, Ngài thậm chí sẽ làm những điều cao cả hơn cho người ấy, vì công việc này là của Ngài. Mẹ Teresa. Ơn của Thầy đã đủ cho các con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chúa Giêsu nói với Thánh Phaolô: Có thể tôi không giữ được trọn vẹn mối quan tâm của tôi dành cho Chúa khi tôi đang làm việc. Song Chúa chẳng đòi hỏi tôi phải làm như vậy. Tuy nhiên, tôi có thể hoàn toàn khao khát và dự định rằng công việc của tôi sẽ được làm cùng Chúa và làm cho Chúa. Đó là một điều cao đẹp và là những gì Chúa muốn. Ngài muốn ước nguyện và khát vọng của chúng ta hướng về Ngài, về gia đình ta, con cái chúng ta, về anh em đạo hữu và những người nghèo. Mỗi người trong chúng ta chỉ đơn thuần là một công cụ nhỏ bé. Khi bạn nhìn vào những vật liệu bên trong của các loại đồ điện, bạn sẽ thấy những dây điện lớn và nhỏ, cũ và mới, đắt và rẻ bên nhau. Không có một ánh sáng nào cho đến khi dòng điện chạy qua. Những dây điện đó là bạn và tôi. Dòng điện là Thiên Chúa. Chúng ta có khả năng cho phép dòng điện đó chạy qua chúng ta và sử dụng bản thân chúng ta để tạo ra ánh sáng cho thế gian. Nhưng chúng ta cũng có thể từ chối nó, và như thế chúng ta đã để cho bóng tối lan rộng. Có thể trong một căn nhà cách không xa nhà của bạn, có một người mù sẽ cảm động nếu bạn ghé thăm và đọc báo cho người đó nghe. Có thể có một gia đình nào đó cần đến một điều mà đối với bạn chẳng quan trọng gì. Một điều thật đơn giản thôi, như có ai đó trông nom giúp đứa con nhỏ của họ chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Có nhiều điều nhỏ như thế, nhỏ đến nỗi nhiều người hầu như quên mất chúng. Nếu bạn đang làm việc trong bếp, đừng nghĩ rằng việc đó không đòi hỏi trí tuệ. Đừng nghĩ rằng những hành động bình thường như ngồi xuống, đứng lên, đến và đi, tất cả những thứ bạn làm là không quan trọng với Chúa. Chúa không bao giờ hỏi bạn đã đọc bao nhiêu sách hay bạn đã làm được bao nhiêu kỳ tích. Ngài sẽ hỏi liệu bạn có cố hết sức mình không vì tình yêu của Ngài. Liệu bạn có thể nói với tất cả sự chân thành: Con đã nỗ lực hết sức mình. Cho dù sự nỗ lực ấy có thất bại đi nữa, đó cũng là điều tốt nhất của chúng ta, là cố gắng hết mình của chúng ta. Bạn ạ, điều quan trọng không phải là công việc của bạn to lớn hay nhỏ bé như thế nào, mà bạn đã bỏ vào đó bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu nỗ lực. Công việc của bạn sẽ chứng minh tình yêu của bạn. Bạn có thể kiệt sức vì công việc, thậm chí bạn có thể tự giết chính mình. Nhưng trừ phi công việc của bạn gắn với tình yêu, tất cả điều đó là hoàn toàn vô dụng. Làm việc không có tình yêu, không có mục đích, chỉ là sự hành xác. Cảm xúc chân thành được đặt trong từng hành động của chúng tôi. Cách
tôi đối xử với người phong cùi, người hấp hối, người vô gia cư. Làm việc với một người trên đường đôi khi còn khó hơn với người trong nhà dành cho người hấp hối của chúng tôi, bởi vì ở đó họ thật thanh bình và đang chờ đợi. Họ đã sẵn sàng trở về với Chúa. Bạn có thể chạm vào người bệnh, chăm sóc người phong cùi và tin rằng mình đang giúp đỡ cho chính Thiên Chúa. Nhưng sẽ khó hơn nhiều để nghĩ rằng đó là Chúa Giêsu hiện diện trong hình hài đau khổ khi nhìn một người say rượu gào thét giữa đường. Bàn tay chúng ta phải thanh sạch và đầy tình nhân ái đến nhường nào mới có thể mang tình thương đó đến cho họ. Chúng ta cần có một trái tim thanh khiết để nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người như thế, những người nghèo khó về mặt tinh thần. Hình ảnh Chúa càng bị méo mó trong con người đó bởi những tiếng mắng chửi, những hành động khó chấp nhận, thì niềm tin và sự hiến dâng của chúng ta để tìm gương mặt của Chúa Giêsu lại càng cao cả hơn. Hãy lấy niềm vinh dự được phục vụ Chúa trong hình hài của một người nghèo khổ nhất về mặt tinh thần. Hãy làm điều đó với lòng biết ơn sâu sắc và một tinh thần biết chia sẻ. Công việc càng khó khăn bao nhiêu thì tác động của tình yêu và sự sẵn sàng phục vụ càng lớn hơn bấy nhiêu. Nếu lần đầu tiên tôi không kinh sợ khi bắt gặp người phụ nữ bị chuột rút rỉa ở mặt, ở chân, ở những nơi khác, thì có thể tôi đã không ở một hội truyền giáo bác ái. Cảm giác chán ghét, sợ hãi, muốn thoái thác những việc khó là lẽ tự nhiên của con người. Nếu chúng ta ban tặng sự phục vụ toàn tâm của mình, bất kể những cảm giác như vậy, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện. Thánh Francis Assisi đã từng cự tuyệt những kẻ phong cùi, nhưng rồi ông đã vượt qua được điều đó. Bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả một việc cỏn con như giúp một ai đó băng qua đường, tức là bạn đã làm cho Chúa Giêsu. Thậm chí khi cho ai đó một ly nước, bạn cũng làm điều đó cho Ngài. Bài học đó thật nhỏ bé và giản dị, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Chúng ta đừng ngại bộc lộ tình yêu của Chúa và yêu thương như Ngài đã yêu thương. Trong công việc chúng ta phải làm điều đó, cho dù nó nhỏ bé và khiêm nhường đến mức nào, hãy biến nó thành tình yêu của Chúa trong hành động. Chúng ta phải học điều gì? Trở nên hiền lành và khiêm nhường. Nếu chúng ta hiền lành và khiêm nhường, chúng ta sẽ biết cầu nguyện. Nếu chúng ta biết cầu nguyện, chúng ta sẽ thuộc về Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết tin tưởng. Và nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta sẽ biết yêu thương. Tình yêu thương sẽ dạy chúng ta biết cách phục vụ. Hãy dành thời gian của bạn để cầu nguyện. Nếu cầu nguyện, bạn sẽ có niềm tin. Và nếu có niềm tin, bạn đương nhiên sẽ muốn phục vụ. Một người cầu nguyện sẽ có niềm tin. Và khi bạn có niềm tin, bạn muốn đặt nó trong hành động. Niềm tin trong hành động là sự phục vụ.
quả ngọt của tình yêu là sự phục vụ. Tình yêu dẫn dắt chúng ta nói, tôi muốn phục vụ. Và quả ngọt của phục vụ là hòa bình. Tất cả chúng ta nên làm việc cho hòa bình. Có người hỏi rằng, tôi có lời khuyên nào cho các chính trị gia? Thật tình, tôi không thích bàn luận đến chính trị. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn bật ra. Họ nên dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp họ trở thành một chính khách giỏi hơn, tốt hơn. Hãy phấn đấu để trở thành hình ảnh của Thiên Chúa giữa cộng đồng bạn ở. Có thể bạn không nhận ra đâu, nhưng niềm vui vẫn nở rộ trong lòng những người bần hàn. Đau khổ nhất chỉ đơn giản khi họ thấy mình được quan tâm. Thậm chí sự quan tâm ấy còn đẩy lùi được bệnh tật và cả sự tuyệt vọng chết người. Chúng ta không bao giờ được quên rằng khi phục vụ người nghèo, chúng ta đang làm đẹp hơn hình ảnh của Thiên Chúa giữa thế gian. Quả thực, khi chúng ta ban tặng chính bản thân mình, tấm lòng mình cho những người nghèo khổ, thì chúng ta đang phục vụ Chúa Giêsu hiện thân trong những gương mặt đau khổ ấy. Vì Chúa đã nói, con làm điều đó cho ta. Lời cầu nguyện hàng ngày của những người cùng làm việc với mẹ Teresa. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con có thể phục vụ mọi người ở khắp thế gian này, những người đang sống lay lắt trong cảnh khốn cùng và đói khát. Qua đôi tay của chúng con, xin hãy cho họ đồ ăn thức uống, và qua tình yêu đầy thông cảm của chúng con, xin hãy cho họ hòa bình và niềm vui. Lạy Chúa, xin hãy giúp con trở thành cầu nối hòa bình của Ngài, để nơi nào có thù hằn, con có thể mang tình yêu tới. Nơi nào có lầm lạc, con có thể mang đến tinh thần khoan dung. Nơi nào có xích mích, con có thể mang đến sự hòa đồng. Nơi nào có sai trái, con có thể mang đến lẽ phải. Nơi nào có nghi ngờ, con có thể mang đến niềm tin. Nơi nào có tuyệt vọng, con có thể mang đến niềm hy vọng. Nơi nào tối tăm, con có thể mang đến ánh sáng. Và nơi nào có buồn khổ, con có thể mang đến niềm vui. Lạy Chúa, xin hãy giúp con an ủi người khác hơn là được an ủi, thông cảm hơn là được thông cảm, yêu thương người hơn là được yêu thương. Vì chính bằng cách quên bản thân mình mà con người tìm thấy mình, bằng cách tha thứ mà con người được tha thứ, bằng cách chết đi mà con người thức dậy trong cuộc sống vĩnh hằng. Phỏng theo lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô. Ta đừng bỏ qua một cơ hội nào mà không thực hiện một chút hy sinh nhỏ bé. Đây là một nét mặt tươi cười, kia là một lời tử tế. Hãy luôn làm tốt công việc nhỏ nhặt nhất và hãy làm tất cả vì tình yêu. Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy. Chúa Giêsu bài giảng về thời cánh chung.
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là chân lý phải được chia sẻ. Mẹ Teresa. Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa. Nếu các con nhân danh Thầy mà xin cùng Cha, thì Cha sẽ chấp nhận lời cầu xin đó. Chúa Giêsu nói với môn đệ: Có câu chuyện về một con chim nhỏ đã nhìn thấy Chúa Giêsu trên cây thánh giá, nhìn thấy vương miện bằng vòng gai trên đầu Ngài. Con chim đã bay quanh cho đến khi nó tìm được cách tháo bỏ chiếc gai. Nhưng khi tháo bỏ chiếc gai, chính nó đã bị mắc kẹt trong vòng gai ấy. Mỗi người trong chúng ta nên là con chim đó. Tháo bỏ hết vòng gai là một việc quá sức của nó, nhưng nó đã thà cố gắng tháo bỏ dù chỉ một chiếc gai còn hơn bỏ mặc bay đi. Khi tôi nhìn cây thánh giá, tôi lại nghĩ về chú chim nhỏ và tôi chọn cách sống và làm việc giống như nó. Chúng ta thường nhìn mà không thấy. Liệu bạn có thể thấy những người nghèo và đau khổ quanh mình hay không? Tất cả chúng ta phải mang cây thánh giá bên mình, phải đồng hành cùng Chúa Giêsu đến nơi Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, nếu chúng ta muốn vươn đến đỉnh cao cùng Ngài. Sự dâng hiến thực sự phải là làm trống rỗng bản thân mình để dành trọn vẹn cho người khác. Chúa Giêsu đã chọn mỗi người trong chúng ta là tình yêu và ánh sáng của Ngài trên thế gian này. Bằng lời thề nguyện đồng trinh, tôi không chỉ từ bỏ đời sống hôn nhân mà còn hiến dâng cho Chúa toàn quyền sử dụng mọi hành động bên trong và bên ngoài của tôi, sử dụng cả tình yêu mến của tôi. Tôi thực lòng không thể yêu thương người khác bằng tình yêu trần tục của một phụ nữ dành cho một người đàn ông. Tôi yêu họ bằng một tình yêu dịu dàng và êm ái, một tình yêu trải rộng và khát khao muốn được chia sẻ. Bạn có tin điều đó? Chúng tôi phải chăng là những người không bình thường như bao người khác? Là những người thực sự không có trái tim và cảm xúc? Lẽ nào chúng tôi chỉ đơn giản nói: tôi không quan tâm, với tôi mọi người ai cũng như ai? Không, hoàn toàn không phải vậy. Tình yêu chúng tôi dành cho Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tất cả, và điều đó đã giúp chúng tôi trao trọn đời mình cho Ngài. Trinh trắng không đơn giản có nghĩa là tôi không kết hôn. Nó có nghĩa tôi yêu Chúa với một tình yêu trọn vẹn. Nó là một cái gì đó sâu sắc hơn, một cái gì đó sống động và chân thật. Đó là yêu Ngài với tấm lòng trinh bạch đầy yêu thương và không gì chia cắt được. Lời dạy của Chúa Giêsu: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không chỉ là ánh sáng soi đường cho chúng ta, mà còn là ngọn lửa thiêu cháy cái tôi trong chúng ta. Tình yêu thương để tồn tại được, phải được nuôi dưỡng bằng sự hy sinh, đặc biệt là hy sinh bản thân mình. Hy sinh có nghĩa là đem cho đi ước nguyện của chúng ta, lý trí của chúng ta,
cuộc sống của chúng ta với một niềm tin bất diệt. Hy sinh cũng có nghĩa là tình yêu. Càng hy sinh nhiều, chúng ta càng yêu thương Thiên Chúa và nhân loại. Tôi có tin chắc vào tình yêu của Chúa Giêsu dành cho tôi và của tôi dành cho Ngài không? Tôi có thể trả lời một cách chắc chắn rằng có. Niềm tin đó như ánh dương đổ đầy nhựa sống vào lòng tôi, làm cho lòng thánh thiện nở hoa. Nhưng làm thế nào để có được niềm tin đó? Chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu, yêu Ngài và phụng sự Ngài. Chúng ta hiểu Ngài thông qua cầu nguyện, tĩnh tâm và qua bổn phận yêu thương đầy thiêng liêng mà Ngài đã trao phó. Chúng ta yêu Ngài thông qua thánh lễ cùng bí tích thánh thể và bằng sự hòa hợp cả trong tâm trí lẫn tâm hồn. Chúng ta phải nỗ lực sống một mình với Chúa trong cõi thiêng liêng ở tận đáy lòng ta. Người ta nói rằng tâm trạng đau khổ của Chúa Giêsu ở vườn Gethsemane thậm chí còn lớn hơn nhiều so với việc bị đóng đinh trên cây thánh giá. Bởi vì ở đó, chính trái tim của Ngài, tâm hồn của Ngài bị hành hạ. Còn trên cây thánh giá, cơ thể Ngài bị hành hạ. Và cách duy nhất mà chúng ta biết rằng thật quá khó khăn cho Chúa trong giờ phút đó là việc Ngài hỏi: các con không thể thức cùng Thầy một canh giờ sao? Chúng ta biết Ngài cần sự an ủi. Đó mới là thật sự, là toàn bộ sự hiến dâng của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đến với thế gian này, Ngài yêu thế gian đến nỗi Ngài đã dâng cuộc sống của mình cho nó. Ngài muốn thỏa mãn sự khát khao của chúng ta về Thiên Chúa. Và Ngài đã làm gì? Ngài biến chính bản thân mình thành bánh hàng sống. Ngài trở nên bé nhỏ, yếu ớt và không phòng bị đối với chúng ta. Những mẩu bánh có thể nhỏ đến nỗi thậm chí một đứa bé cũng có thể ăn được, hay một người hấp hối cũng có thể ngậm lấy. Ngài trở thành bánh hằng sống để đáp ứng sự khao khát về Chúa, khao khát về tình yêu của chúng ta. Tôi không nghĩ chúng ta đã có thể yêu Chúa đến như vậy nếu Chúa Giêsu không trở thành một người trong chúng ta. Để chúng ta có thể yêu Chúa, Ngài trở thành một người trong chúng ta và hiện diện trong hình hài con người chúng ta với tất cả mọi điều, trừ tội lỗi. Chúng ta đã được tạo ra trong hình ảnh của Chúa, có nghĩa là chúng ta đã được tạo ra để yêu thương. Trong cuộc thương khó của mình, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách tha thứ để yêu thương, cách quên để khiêm nhường. Hãy tìm Chúa Giêsu, bạn sẽ tìm thấy sự an bình. Đừng cho phép bất cứ điều gì cản trở tình yêu của bạn dành cho Chúa Giêsu. Bạn thuộc về Ngài, không gì có thể chia cách bạn với Ngài. Chỉ có một câu quan trọng cần nhớ: Ngài là niềm vui và sức mạnh của bạn. Nếu bạn ghi nhớ câu này, dẫu những cám dỗ và khó khăn vẫn sẽ đến, nhưng không gì có thể đánh gục bạn. Hãy nhớ rằng bạn được tạo ra cho những điều cao cả. Bạn đừng ngại nói vâng với Chúa Giêsu, vì không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Ngài, và không niềm vui nào lớn hơn niềm vui của Ngài. Hãy đến với Ngài để được yêu thương, được thông cảm
và có được lòng can đảm đáp lại tiếng gọi của Ngài bằng một từ giản dị: xin vâng. Chúa Giêsu nói: Ta đã đói và các con cho ta ăn. Ngài đã đói, nhưng không chỉ đói ăn mà còn đói tình yêu, khát khao được hiểu, được hy sinh. Ngài đã trần trụi không chỉ trong bộ đồ đơn sơ nghèo hèn, mà còn bởi đã mở lòng mình ra cho chúng ta. Ngài bị tước đoạt không chỉ nhà cửa, mà còn bị giam giữ, ruồng bỏ và không được yêu thương. Ngài đã sống như một người đau khổ, bần cùng nhất. Chúa Giêsu đã đến trong hình hài người anh em bé nhỏ nhất của Ngài, không chỉ đói đồ ăn thức uống mà đói cả tình yêu. Điều Chúa Giêsu yêu cầu tôi là tôi hãy dựa vào Ngài, rằng trong Ngài và chỉ trong Ngài tôi đặt trọn vẹn niềm tin, rằng tôi dâng hiến bản thân cho Ngài không chút e dè, ngay cả khi cuộc sống của tôi lao xuống vực thẳm như một con tàu vô định, tôi vẫn phải trao trọn vẹn bản thân mình cho Chúa. Khao khát tình yêu Ngài trông chờ ở bạn. Khao khát lòng tốt Ngài cầu xin từ bạn. Thiếu lòng trung thành Ngài hy vọng ở bạn. Đau ốm và bị giam cầm vì tình bạn, Ngài mong ở bạn. Không nơi cư ngụ trong tim bạn, Ngài hỏi bạn: Bạn có là người dành cho Ngài không? Sự giản dị trong cuộc sống tĩnh tâm giúp ta thấy được gương mặt của Chúa ở mọi vật, mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Bàn tay Ngài trong mọi sự việc khiến chúng ta có thể làm tất cả những gì cần làm. Ngài cho chúng ta suy nghĩ, học hành, làm việc, nói năng, ăn uống hay nghỉ ngơi. Trong Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu, đó chính là cuộc sống thảnh thơi và bình an nhất trong tâm hồn. Tôi có ấn tượng sâu sắc với sự việc rằng trước khi giảng dạy, trước khi trình bày với đám đông về tám mối phúc thật, Chúa Giêsu đã thương xót họ và cho họ ăn. Rồi sau đó, Ngài mới bắt đầu dạy họ. Hãy yêu Chúa Giêsu bằng một tình yêu quảng đại. Hãy yêu Ngài chân thành, không ngoái lui và không sợ hãi. Hãy dâng trọn vẹn bản thân bạn cho Ngài. Ngài sẽ dùng bạn để hoàn tất những điều cao đẹp với mọi điều kiện là bạn tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Hãy tin Ngài với một niềm tin tuyệt đối. Hãy tin rằng Chúa Giêsu và chỉ mình Chúa Giêsu là cuộc sống và sự thánh thiện, không gì khác ngoài việc để Chúa Giêsu sống trong bạn và sử dụng bạn như một công cụ yêu thương. Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể. Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Chúa Giêsu là nạn nhân trên cây thập giá vì lỗi lầm của chúng ta. Chúa Giêsu là lễ vật hiến dâng vì tội lỗi của nhân loại và của chính bản thân tôi. Chúa Giêsu là ngôi lời cần diễn đạt. Chúa Giêsu là chân lý cần truyền tụng. Chúa Giêsu là con đường để đi theo. Chúa Giêsu là ánh sáng cần chiếu tỏa. Chúa Giêsu là cuộc sống cần phải sống. Chúa Giêsu là tình yêu cần được yêu thương. Chúa Giêsu là niềm vui
cần được chia sẻ. Chúa Giêsu là hòa bình, cần được trao ban. Chúa Giêsu là người đói cần cho ăn. Chúa Giêsu là người khát cần cho uống. Chúa Giêsu là người trần trụi cần cho mặc. Chúa Giêsu là người không nhà cần đón tiếp. Chúa Giêsu là người bệnh cần cứu chữa. Chúa Giêsu là người cô độc cần yêu thương. Chúa Giêsu là người bị ruồng bỏ cần được đoái thương. Chúa Giêsu là người phong cùi cần chăm sóc. Chúa Giêsu là kẻ hành khất cần được ban tặng một nụ cười. Chúa Giêsu là gã say cần được lắng nghe. Chúa Giêsu là người bệnh tâm thần cần được bảo vệ. Chúa Giêsu là em nhỏ để ôm vào lòng. Chúa Giêsu là người mù cần dẫn dắt. Chúa Giêsu là người câm cần được nói thay. Chúa Giêsu là người què cần được dẫn lối. Chúa Giêsu là con nghiện cần được khuyên răng. Chúa Giêsu là gái làng chơi cần được tháo bỏ nguy hiểm và cần có bạn. Chúa Giêsu là người tù cần được viếng thăm. Chúa Giêsu là người già cần được phục vụ. Với tôi, Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu là bạn đời của tôi. Chúa Giêsu là cuộc sống của tôi. Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất của tôi. Chúa Giêsu là trọn vẹn trong tôi. Chúa Giêsu là tất cả của tôi. Chúa Giêsu, tôi yêu Ngài bằng cả trái tim tôi, bằng trọn vẹn hữu thể của tôi. Tôi đã trao dâng Ngài tất cả, thậm chí cả lỗi lầm của tôi. Và Ngài đã luôn yêu thương tôi bằng một tình cảm dịu dàng và tình thương mến bao la. Tôi không còn thuộc về tôi nữa. Dù sống hay chết, tôi vẫn thuộc về đấng cứu thế của tôi. Tôi không có gì là của riêng tôi cả. Thiên Chúa là tất cả của tôi, và trọn vẹn hữu thể tôi là của Ngài. Thánh Catherine Genoa. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu các con tuân giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với các con để các con được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của các con được trọn vẹn. Chúa Giêsu nói với môn đệ: Lạy Chúa là Thiên Chúa. Chúa đã kêu mời Thánh Teresa thành Calcutta, đáp trả cho tình yêu của con Chúa khát khao trên thánh giá. Bằng đức ái diệu kỳ đối với người nghèo khổ nhất trong số người nghèo khổ. Nhờ lời cầu bầu của Ngài, xin Chúa ban cho chúng con được phục vụ Chúa Kitô trong anh em đau khổ của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện Mẹ Teresa trên cả tình yêu
xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Chỉ mong con chẳng còn chi để Chúa là tất cả đời con. Chỉ mong ý muốn của con thuộc về Ngài là của Ngài luôn mãi. Để con biết đến với Ngài trong mọi người và mọi nơi con đến, và để con dâng hiến cho Ngài tình yêu này mọi lúc Ngài ơi. Xin cho con đôi tay trắng để luôn biết sống phong thơ khiêm nhường. Xin cho con đôi tay trắng để theo chân Ngài lòng không vẫn vương. Xin cho con lòng thanh thoát chẳng hề lo lắng yêu đuối hoan thiên. Xin mang trong tim mình Chúa, bên Chúa con được hạnh phúc bình yên. Chỉ mong con chẳng còn chi ngoài tấm lòng tin Chúa chẳng ngơi, để con vững thành thơi được cùng Ngài là bạn thân chung lối. Tình yêu dẫn lối đưa đường, thánh giá Ngài là mặt trời soi gương, và niềm tin đưa bước can trường, lời tin mừng truyền khắp ngàn phương. Xin cho con đôi tay trắng để luôn biết sống phó thác khiêm nhường. Xin cho con đôi tay trắng để theo chân Ngài lòng không vẫn vương. Xin cho con lòng thanh thoát chẳng hề lo lắng yêu đuối hoan khiêm. Xin mang trong tim mình Chúa, bên Chúa con được hạnh phúc. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Đời con nay còn sợ chi, vì Chúa là lũy thanh chở che. Dầu đi qua lúc hiểm nguy, Ngài phù trì hằng bên tâm vững chí. Được Chúa hạnh phúc muôn đời, khát khao này trọn đời con vươn tới. Vì Ngài luôn trung tín muôn đời, hằng yêu hoài chẳng phút nào ngơi. Xin cho con đôi tay trắng để luôn biết sống phó thác khiêm nhường. Xin cho con đôi tay trắng chân Ngài lòng không vẫn thương. Xin cho con lòng thanh thoát chẳng hề lo lắng yêu đuối hoan khiên. Xin mang trong tim mình Chúa, bên Chúa con được hạnh phúc bình yên. Xin cho con đôi tay trắng để luôn biết sống cho con đôi tay trắng để theo chân Ngài.
lòng không vấn vương. Xin cho con lòng thánh tha, chẳng hề lo lắng yêu đuối hoan thiên. Xin mang trong tim mình Chúa, bên Chúa con được hạnh phúc bình yên. Xin mang trong tim mình Chúa, bên Chúa con được hạnh phúc.